Home. Các bác sẽ thấy được cái trạm loa này, trạm loa sử dụng trạm cao cấp luôn nha, trong trạm high end này các bác. Các bác sử dụng bắp chuối mở chim đầy được hết nha. Cổng phono. Nhiều người các bác nghe phải là kinh ngạc, với đánh với những dòng loa châu Âu, loa JBL. Tiếng cực kỳ chi tiết nha các bác. Còn cả catalog đầy đủ cho các bác nha. Những con này là hàng tuyển ấy nha, đẹp long lanh, mạch vàng gold. Chơi loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu, kia cả những dòng loa cây nó rất là hay. Công suất lên tới 400W và dòng cao cấp, trợ khối 4-16 ohm. Các bác sẽ thấy được cái trạm loa này, trạm loa sử dụng trạm cao cấp luôn nha, trong trạm high end này các bác. Các bác sử dụng bắp chuối mở chim đầy được hết nha. Cổng phono CD tuner, điện 100V. Series là 2010 nha. 2010 đó các bác. Hai bên là sẽ có hai cái ốp gỗ piano cực kỳ đẹp. Đây là thiết kế đặc trưng của dòng NRA, thiết kế theo kiểu là sang. Nặng trên 30kg, khoảng 33kg nha các bác. Những em này thì hàng sưu tầm thôi, chứ nó rất là hiếm hàng. Nhiều các bác đặt là không bao giờ ai dám nhận đâu, tại vì nó không có hàng đâu các bác. Lâu lâu mới có hên xui thôi. Có khi cả năm mà không có con nào, có khi có năm thì có được hai con. Như có năm này em nhớ em về được hai con, một con thùng xốp với một con không thùng như thế này. Năm nay thì may mắn là về được một con. Bác nào có nhu cầu sở hữu thì alo. Đặc trưng của dòng này thì nắp nó sẽ có một cái vết sơn sần như là thế này, mèo và cam cam nổi bật, hai mèo. Đặc trưng của nắp của nó là hai mèo nha. Phục phủ một cái lớp sần 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 như là đá phía trên nha các bác. Còn mạc là mạc màu vàng gold, nấm núp nó sẽ đậm hơn cái mạc một tí. Họ đặc trưng rồi. AU Alpha 937 NRA Automatic, công nghệ Alpha X-Plung, bass chép ton, low net vân vân. Các bác nào muốn sưu tầm em này thì alo cho em, giá là 38 triệu đã bao gồm phí ship nha. 38 triệu các bác sở một con sân xui hết số đỉnh của chóp rồi. AU Alpha 937 NRA, đỉnh cao của nhà 937 nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. À quên, để em mở nắp lên để các bác cùng xem cái cấu hình bên trong nó đẹp như thế nào nha. Còn bác nào muốn sở hữu và sưu tầm em này thì cứ alo cho em. Vâng, em mời các bác cùng xem hai các bác phía trên này, không một tì vết nào luôn nha các bác. Nói chung là hàng tuyển nha, rất đẹp. Đây là những cái bọc cái ni lông này dán ở trên này còn nguyên này các bác, hay từ những cái cầm mở mút này để chi chở, và những cái ni lông này còn nguyên này đấy, và tăng phô này sơn tròn, hai tủ lớn và bốn cái tủ nhỏ nha các bác. Đây là phần bo mạch cho mỗi vế, công suất và âm sắc nằm bên trong này nữa này các bác. Tất cả sexy của nó là mạ đồng hết nha, mạ đồng ở đây các bác có thấy không, mạ ươm đây, áo bác này các bác. Những con này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thì nó không có nhiều đâu tại Việt Nam chúng ta. Đa số những con âm ly khủng của hãng thì thường nó rất là hiếm hàng, tại vì số lượng nó ít, và thứ hai là người chơi sưu tầm nhiều, thì chất âm của nó được, chất âm tinh tí của nó được bỏ hết vào trong này rồi, là dòng cao cấp. Là về nói với những dòng NRA thì chất âm của nó luôn mang lại cho các bác, thứ nhất là mượt mà mềm mại và độ chi tiết nó rất là cao, tách âm cực kỳ hay, sạch sĩ. Dòng này thì nghe đa thể loại nhạc, các bác nghe nhạc vàng, nhạc châu Âu, nhạc tiết tấu nhanh đều tốt hết. Bê cong lưng nha các bác, khoảng là 33kg đó. Bác nào lấy thì alo cho em nha, chỉ có một con duy nhất thôi,